Ngay từ những chia sẻ đầu tiên về hoàn cảnh của em Hồ Văn Thi ở thôn Húc Nghì, xã Húc Nghì, huyện Đắk Cờ Rông được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook từ bạn Họa Mi, cư dân mạng đã không khỏi xót xa về hoàn cảnh của em khi dù đã 22 tháng tuổi, em chỉ nặng có 4,4 kg và nhìn qua còn bé hơn cả em gái của mình chỉ vừa tròn 3 tháng tuổi. Sinh ra thiếu tháng, bố mẹ em là người Vân Kiều đều còn quá trẻ, sinh quá dày và điều kiện kinh tế cũng như kiến thức không đủ để hiểu về cách chăm sóc trẻ sinh non. Thì bị thiếu dinh dưỡng thường diễn khiến hệ miễn dịch của cơ thể yếu hơn các em nhỏ cùng tháng tuổi. Cái vòng luẩn quẩn, suy dinh dưỡng, nhiễm trùng do hệ miễn dịch yếu, suy dinh dưỡng khiến cơ thể em càng trở nên suy kiệt. Em Hồ Văn Thi nhập viện từ ngày 11 tháng 8 năm 2017 với tình trạng suy dinh dưỡng nặng thể teo đét cấp độ 4, tức là cấp độ cao nhất, cộng thêm bệnh tiêu chảy cấp làm tình trạng sức khỏe của em càng tệ hơn. Em Hồ Văn Thi thì nhập viện từ ngày 11 tháng 8. Em vào viện thì trong tình trạng là bị tiêu chảy, một ngày tiêu chảy từ 10 đến 15 lần và trong tình trạng là sốt cao và suy dinh dưỡng nặng, người thể trạng suy kiệt như thế này đó. Về cái vấn đề về trước mắt là về vấn đề điều trị của em trong cái điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn, hai vợ chồng thì làm rẫy, con thì bốn cháu đều nhỏ và đẻ rất dày. Và đối với cái tình trạng suy dinh dưỡng như thế này, với là cái kiến thức, với là điều kiện kinh tế thì điều trị rất khó khăn. Cái này có lẽ là phải sự hỗ trợ của cái nhiều tổ chức, nhiều nhà hảo tâm, và đặc biệt là cái sau này về chính quyền địa phương thì phải nhờ đến cái các cái cô y tế thôn bản, các y tế ở địa phương để hỗ trợ và chăm sóc giám sát thêm. Khi hoàn cảnh của em Thi được chia sẻ trên mạng xã hội, đã có hơn 78 lượt chia sẻ cùng với hàng trăm lượt bình luận và muốn đóng góp một phần sức lực giúp em cùng gia đình có thêm điều kiện để điều trị bệnh suy dinh dưỡng. Bước ra từ mạng xã hội ảo, nhiều tấm lòng thiện nguyện đã chung tay giúp sức cùng gia đình em Hồ Văn Thi. Thưa quý vị và các bạn, đây hiện nay thì những người thực hiện chương trình kết nối thương đang có mặt tại phòng bệnh của em Thi và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị Miên là mẹ của em Thi ạ. Vâng, em chào chị ạ. Thưa chị, không biết là em Thi thì lúc sinh ra là được bao nhiêu cân? Tôi đã ở đây là đẻ non, rồi họ bỏ trong lồng hộp một tháng, rồi họ cha ra thôi, rồi thì họ nuôi 3-4 ngày, rồi họ hăn lên cân 1,3 cân thì bác cho về, rồi thì tôi chăm sóc không đủ khả năng để nuôi con tốt, rồi thì tôi đau thì tôi đi viện lại hai lần đi rồi. Em bây giờ thì được 22 tháng rồi, vậy thì trong cái quá trình mà chăm sóc em như vậy á, thì không biết là em có bị đau ốm hay là có bị bệnh gì không ạ? Lúc đầu cũng em cũng không được ăn, thì cho hắn ăn cháo, ăn đồ gì cũng không thế ấy. Thế vì hắn suy rồi, hắn đói nước mãi, thì đói nước mãi rồi hắn đói nước thì chị không biết cái gì cho hắn ăn cái gì cũng không thích thì cho hắn uống nước mãi, rồi bị suy thêm, chị không biết như thế nào mà cho cháu khỏe thì chị cũng nhìn mãi. Về con bố của mấy đứa nhỏ như thế nào, anh đi làm ở đâu ạ? Chúng tôi thì làm rẫy, phạt rẫy cho họ, phạt cái rám, cây rám, rồi có tiền thì hắn đưa cho tôi. Chồng thì đi làm, chồng không biết, chồng đi làm ấy, chồng xin làm xá. Rồi mẹ cho tiền 1 triệu rồi đi viện bồn một, họ chuyên ở đây. Rồi cháu uống, họ cho uống thuốc, uống nhiều rồi họ. Cái cháu đi hắn mềm người hết,
chị sợ chết chị khóc mãi sợ hắn không khỏe nữa, hắn mềm hết người đi, hắn nói cũng không được, mặt hắn đi hắn rong rải quá, hắn nói chẳng chị sợ. Không biết là lúc mà thấy con đau như vậy thì lúc đó thì chị cái cảm xúc của chị lúc đó như thế nào? Chị cảm giác rất xót xa quá, xót xa và khi mô nhìn con bị suy nên chị khóc thế. Chị khóc vì sợ con không thể khỏe. Cảm giác chị không thể thấy cháu rất sợ không thể sống ấy. Cháu không thể sống vì ở nhà cũng rửa, ở nhà cũng thấy cháu cũng không thể khỏe, chị cũng khóc mãi nè. Nghĩ thì cháu đợi thì chị khỏe ấy. Chị cũng có cảm giác bị thấy cháu khỏe thì chị cũng đợi đợi buồn ấy. Thì biết là khi con đau ốm như vậy thì là người mẹ thì cũng rất là xót xa và em cũng rất là đồng cảm với chị. Vậy thì không biết bây giờ là nếu mà có một mong ước thì chị sẽ mong ước điều gì vậy? Chị mong muốn chị cho con mình khỏe nhanh thôi và giống như họ đi học bình thường nữa tê. Chị mong như vậy thôi. Dạ vâng, em cũng xin được cảm ơn chị. Vâng, thưa quý vị, tất cả bạn đồng cảm và chia sẻ về hoàn cảnh của em Thi và gia đình của chị Miên thì cũng rất là khó khăn. Thì ngày hôm nay thì chương trình Kể Để Thương cũng xin được gửi tặng đến em Thi một số món quà nhỏ do chúng tôi vận động và quyên góp được để cho chị Thi thì có điều kiện để có thể chăm sóc em. Và ngay bây giờ sẽ là một món quà mà do sự vận động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị mà đại diện của bệnh viện sẽ trao tặng đến gia đình của em Thi ngay bây giờ. Tiếp theo là những món quà đến từ các bạn đoàn viên thuộc chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư. Và tiếp theo sẽ là một món quà đến từ diễn đàn Người Tôi Cứ Mang. Đó sẽ là một món quà đến từ chị Nguyễn Ánh Dương ở số 02 Bùi Thị Xuân. Bọn em nhé. Và tiếp theo sẽ là một món quà đến từ bạn Trang ở thành phố Đông Hà cùng gửi tặng đến cho chị ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể nói chúng tôi những người thực hiện chương trình Kể Để Thương là những người may mắn vì đã có cơ hội để trở thành chiếc cầu nối và những tấm lòng hảo tâm đối với những hoàn cảnh khó khăn đang cần sự chung tay giúp sức của cộng đồng. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ cùng chúng tôi đồng hành trên những nẻo đường của Kể Để Thương để tất cả chúng ta đều có thể tìm được ý nghĩa thật sự của cuộc sống này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Công ty Thủy điện Quảng Trị là đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy lợi Thủy điện Quảng Trị theo mục tiêu điều tiết, bổ sung nước tưới cho hạ du, cấp nước sinh hoạt, giảm lũ cho đồng bằng, sản xuất điện hòa lên lưới điện quốc gia phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Công trình thủy lợi Thủy điện Quảng Trị gồm 3 hệ thống chính: khu đầu mối gồm đập chính, đập xả tràn và cửa nhận nước; tuyến năng lượng gồm hầm dẫn dòng, tháp điều áp, các nhà van, đường ống áp lực hở, trạm phân phối 110 kV. Và nhà máy Thủy điện Quảng Trị có công suất 64 MW. Những kết quả đạt được: hàng năm, công ty đã bổ sung hơn 200 triệu mét khối nước phục vụ sinh hoạt và tưới nông nghiệp cho vùng hạ du. Công trình cắt lũ cho hạ du 30 triệu mét khối. Trong cơn lũ lịch sử năm 2009, công ty đã vận hành hồ chứa cắt được gần 80 triệu mét khối. Qua 9 năm vận hành, công ty Thủy điện Quảng Trị đã sản xuất được 2,4 tỷ kWh điện, doanh thu đạt 2.425 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 248,4 tỷ đồng. Kế hoạch dự kiến năm 2017,
Công ty sản xuất điện đạt 260 triệu kWh, doanh thu đạt 230 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 40 tỷ đồng và bổ sung nước cho hạ du 300 triệu mét khối.